Các ông lớn phố Gua đang hoang mang cực độ hơn bao giờ hết vì một sự kiện chưa từng xảy ra và nó đã gây chấn động khắp toàn thế giới. Cổ phiếu của GameStop một công ty vô danh đang tăng lên một cách điên rồ và trở thành cái tên hot nhất thị trường chứng khoán khiến cả khối gã nhà giàu lỗ nặng. Kẻ đã khơi màu cuộc chơi ấy không phải gã tay to mặt lớn nào mà chỉ là một chàng trai trẻ nghèo. Tất cả những gì anh ta có là một cộng đồng người ủng hộ trên YouTube cùng Reddit. Thời điểm vào giữa năm 2020 cả thế giới lao đao trong đại dịch Covid-19 khiến những ông lớn phố vua thường chế giễu các nhà đầu tư nhỏ lẻ là đam money có nghĩa là bọn tiền ngu. Kikuriu là một nhân viên phân tích tài chính tại Mamutua và là một YouTuber với tài sản dòng vèn vẹn gần 100.000 đô la nên anh phải vật lộn để chăm sóc cho cả gia đình. Vào tháng 6 năm 2020, anh thấy cổ phiếu của GameStop một cửa hàng điện tử ở trung tâm mua sắm có giá thấp và quyết định bỏ ra hơn 50.000 đô để mua. Nghe Nam Chính kể về chuyện này khiến bạn của anh cho rằng nó thật sự dở người và điên rồ nên đã khuyên cậu ấy hãy bỏ qua mấy cổ phiếu giá thấp mà tập trung lo cho gia đình đi. Nhưng khi thì nghĩ khác, anh nhận thấy cổ phiếu của GameStop đang bị định giá thấp nên có tiềm năng tăng vọt. Những ông lớn, phố gua vẫn có thể sai được mà và anh đã thực sự tin vào điều đó. Khi trở về nhà tâm sự với vợ về chuyện mua cổ phiếu GameStop và tất cả số tiền tiết kiệm đều đầu tư hết vào đó, nghe vậy của vợ khuyên chồng hãy lên live rồi xem trang hội kèo phố gua trên Reddit sẽ nói gì. Kỳ ngay lập tức nhảy vào bàn làm việc rồi thay cái áo con mèo xong mở livestream. Nickname của anh trên YouTube là mèo con gầm gừ còn trên Reddit là đô la bạc tỷ. Anh thường chia sẻ phương pháp đầu tư của mình lên kênh nhưng hôm nay sẽ chia sẻ về một thứ khác về GameStop. Chắc nhiều người hẳn sẽ không hứng thú với một công ty không mấy tiếng tăm cơ mà chàng ta tỏ ra rất lạc quan về cổ phiếu của nơi này. Đây thật sự là suy nghĩ táo bạo và lý do anh mua vào là vì rủi ro kỹ thuật số đang bị thổi phồng, tâm lý tiêu cực bị làm quá có thể nhận ra từ việc bán không ổ ạt cùng giá trị đang bị bỏ qua. Những ông lớn phố gua không nhận ra điều này và tại sao lại như vậy? Các quỹ phòng hộ đang bỏ qua giá trị của các công ty cũng như đang bỏ qua người mua hàng. Giờ họ cho rằng hầu hết mọi người tải game trên mạng nhưng 25% người chơi vẫn mua địa mới từ GameStop hay 40% người chơi mua trò chơi cũ từ cửa hàng nên khi phải ra tay thôi. Một cô y tá bình thường cũng xem live của Ki trong khi đồng nghiệp của nàng ta kiểu rằng thằng này điên rồi nên không thể nghe lời khuyên đầu tư từ một gã mặc áo con mèo. Và nếu có đầu tư thì anh ta cũng sẽ nghe nhân viên ngân hàng tư vấn nhưng cô y tá lại đồng ý với Ki vì phố Gua đang cửa game stop sẽ phá sản nên họ mới bán khống cổ phiếu. Như vậy toàn bộ nhân viên của công ty này sẽ mất việc còn lũ khốn quỹ phòng hộ sẽ kiếm được cả đống tiền và đây lại là một cách vớ vẩn để người giàu càng giàu hơn. 73.000 người đã xem video của Ki nên anh ấy cũng đã cập nhật bảng cân đối tài sản. Hội kèo phố Gua trên Reddit đang phát điên về vụ này với những bình luận tỏ ra chế giễu con mèo gầm gừ nhưng cô y tá theo phe anh và quyết định chớp nhẹ 700 cổ phiếu GameStop. Trong khi đó một nhân viên tại cửa hàng GameStop cũng xem được video và đồng tình với Ki, với số tiền tiết kiệm ít ỏi thì anh liền chốt lẹ vài con cổ phiếu. Tại một bữa tiệc của trường đại học, hai cuộc sinh viên chia sẻ mình vừa mua ba cổ phiếu GameStop xong một người khác cũng biết tới công ty này cùng cả mèo con gầm gừ. Cổ phiếu của GameStop đã tăng gấp đôi từ mùa hè và nếu càng nhiều người mua thì giá của nó sẽ càng tăng. CEO của Melvin Capital với tài sản dòng ước tính hàng trăm triệu đô la đã từng bán khống GameStop từ năm 2014 vì công ty này là một thảm họa do đã có tới 6 CEO chỉ trong 2 năm. Bây giờ hắn ta lại quyết định bán khống thêm 600.000 cổ phiếu nữa. Hành động của hắn chính là đang tuyên chiến với GameStop bằng cách bán khống cổ phiếu nhiều hơn. Không thể để bọn tài phiệt bán không đánh bại nên hội kèo phố hôn nỗ lực đẩy giá cổ phiếu lên cao. Họ kích hoạt bàn tay kim cương và hãy nắm thóc bọn chúng bằng sức mạnh tập thể của những nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi hàng loạt video được đăng lên mạng xã hội với chủ đề phố vua là cái thất bại. Vào ngày lễ Giáng sinh khi ăn mừng cùng hội kèo phố vua vì giá cổ phiếu GameStop đã tăng lên gấp 5 so với mùa hè cùng những bình luận ngày càng tích cực hơn. Nam Chính cũng chia sẻ năm qua là một năm tồi tệ bởi nhiều người đã mất đi người thân trong đó có cả anh khi không còn người chị gái nữa và cộng đồng hội kèo phố gô này đã cho anh cảm giác là một phần của điều gì đó to lớn nên hãy cùng nhau nhau nâng ly chúc mừng. Sau đó những người của hội như cô y tá, cậu nhân viên cửa hàng GameStop cùng hai cô sinh viên vẫn tích cực mua vào cổ phiếu dù số tiền tiết kiệm chẳng là bao nhiêu nhưng vẫn tiếp tục mua vào. Trong khi đó nàng sinh viên tóc nâu chia sẻ chuyện bố mình đã từng có một cửa hàng cơ mà một trong các quỹ phố gô đã đến mua nó rồi hút hết tiền khiến nơi đấy phá sản ông bố đã mất tất cả bao gồm cả lương hưu còn cô thì đang ngập trong nợ nần thế nên bản thân sẽ không để lũ khốn phố vua làm điều tương tự với GameStop. GameStop đã làm bùng nổ truyền thông, các quỹ phòng hộ bắt đầu bán khống cổ phiếu của công ty này và nghĩa là họ cần nó rớt giá để các khoản đầu tư của mình thành công. Thế nhưng thật không may là các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu mua vào cổ phiếu dẫn đầu bởi hội kèo phố vua, một trang Reddit trẻ con và hay nói tục khi nhận thấy các quỹ phòng hộ bán khống cổ phiếu GameStop làm các nhà đầu tư nhỏ bắt đầu trừng phạt những ông lớn phố gua rồi phát động một đợt phối hợp mua vào. Các nhà cách mạng Reddit đang tết và mông các ông lớn phố gua, cổ phiếu GameStop thật điên rồ có lúc nó tăng cỡ hơn 70%. Hôm nay, khi ăn mừng cùng hội vì GameStop đã tăng tới 90% trong một ngày, ta đã cảm nhận được sự hoảng loạn của phố gua và hãy nâng ly cho một công ty tuyệt vời nhưng bị đánh giá thấp. Hiện giờ anh đã kiếm được 10 triệu đô nên em trai khuyên hay bán đi, cơ mà điều gì đó khiến anh vẫn muốn giữ lại. Nhìn thấy cổ phiếu GameStop tăng cao làm đồng nghiệp của cô y tá cũng khuyên nên bán đi trước khi lại trở nên trắng tay vì không kịp bán mà nàng ta vẫn quyết tâm giữ lại. Cô sinh viên tóc nâu cũng lưỡng lự vì bản thân đang nợ học phí cả trăm củ nên chỉ chờ phản hồi của kỳ, Nếu anh bán thì cô sẽ theo. Hội kèo phố Gua tiếp tục vận động tất cả hãy giữ lại sau đó kỳ đăng bài cho rằng từ khi thị trường chứng khoán ra đời thì có hai tầng lớp đối đầu nhau, đó chính là sư tử và linh cầu. Sư tử là các quỹ phòng hộ phố Gua hay những kẻ có tất cả, còn chúng ta những người lao động bình thường và chẳng có gì. Chúng ta bị gọi là lũ đam money và thương vụ này chính là cuộc chiến giai cấp. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta chỉ là linh cầu, nhưng nếu hợp sức lại có thể đập chết một con sư tử. Xong họ chính thức tuyên chiến với những những ông lớn phổ vua. Trong lúc này, CEO của Melvin Capital vẫn rất ung dung vì hắn ta chắc mầm khi thấy giá cổ phiếu tăng đủ cao thì người ta sẽ rút tiền và những người khác cũng sẽ làm theo rồi mọi thứ sẽ sụp đổ thôi. Ngày hôm sau điều này thật điên rồ nhưng giá cổ phiếu GameStop đã tăng 103% rồi 130% và 220% khiến ai nấy đều sốc tận óc hay tiếp đó nó còn tăng tới 581%. Sự tăng lên điên rồ của cổ phiếu GameStop có thể khiến vài công ty phá sản và điều này được tạo nên bởi những kẻ gọi là Damani. Kỳ dầu sụ rồi, hôm qua anh kiếm được 4 triệu đô và đến hôm nay đã là 5 triệu đô la trong khi Melvin Capital hôm qua với hôm nay đã lỗ tổng cộng 2 tỷ đô. CEO của công ty đang cố tỏ ra mình ổn nhưng thật ra là đang vùng vẫy trước khi chết, hắn ta đã lỗ 6,8 tỷ tới thời điểm hiện tại. Khi biết chuyện về GameStop và kỳ đã kiếm được 23 triệu đô thì cả nhà đều khuyên anh nên bán. Những người mua khác cũng được khuyên như vậy nhưng họ vẫn quyết tâm giữ lại. Cơn sốt GameStop vẫn không hạ nhiệt khi giá cổ phiếu ngày càng tăng lại còn thu hút sự chú ý của nhà trắng. Đây giống như cuộc đấu giữa người giàu và người nghèo và có vẻ như người nghèo đang thắng, tuy nhiên đấu với những ông lớn đâu phải chuyện dễ dàng. CEO của quỹ Citadel đã yêu cầu Robinhood một trang web giao dịch chứng khoán miễn phí hoa hồng tạm dừng mọi hoạt động mua cổ phiếu của GameStop và đổi lại công ty đó sẽ được giảm giá tiền cọc. Trang hội kèo phố Gua bị đánh sập vì lý do nội dung thù địch cùng việc phân biệt đối xử khi bị yêu cầu từ chức hoặc bị sa thải tại công ty. Bọn tài phiệt đang dồn các nhà đầu tư nhỏ lẻ tới đường cùng. Khi không thấy kỳ phản hồi trên mạng làm các nhà đầu tư nhỏ cảm thấy bất an nên họ có thể phải chọn bán tháo trước khi giá cổ phiếu về con số 0 bị khóa quyền mua giá cổ khiến phiếu game stock sụt giảm từ gần 500 đô xuống hơn 100 đô khiến Robin bị chỉ trích như đem con bỏ chợ, cướp của người nghèo rồi trả cho người giàu. Những phản ứng tiêu cực đó đã dẫn tới một cuộc điều tra của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ. Khi CEO của Melvin Capital, Citadel hay Robin đều bị triệu tập. Nam chính tỏ ra rất lo lắng nhưng em trai của anh đã khuyên đừng trốn chạy nữa mà hãy cứ tổng ông băng qua Tset, Sau đó trang hội kèo phố gua được hoạt động trở lại còn Robin đã mở lại giao dịch của GameStop đi dù lỗ 30 triệu nhưng vẫn quyết tâm giữ lại cổ phiếu khiến những người khác cũng theo anh mua lại. Phiên tòa diễn ra cả và ba vị CEO đều phủ nhận liên quan tới vụ việc hạn chế giao dịch của GameStop. Tới khi thì anh đã có một vài chia sẻ rằng bản thân sinh ra trong gia đình mà bố mẹ chỉ là người lao động bình thường. Anh có hứng thú với chứng khoán và bắt đầu tìm hiểu bộ môn này với số tiền đầu tư ít ỏi. Khi bị cho rằng có thông tin nội bộ nên mới dự đoán được về sự tăng giá của GameStop thì anh chia sẻ, thị trường chứng khoán là một sân chơi bình đẳng và nếu bạn đủ thông minh cộng thêm có chút may mắn thì bạn có thể phát tài nhưng nó đã không còn như vậy khi các công ty lớn có lợi thế hơn về công nghệ thông tin cùng với số vốn lớn nên không còn hy vọng nào cho những người đầu tư nhỏ bé. Tuy nhiên có lẽ bây giờ thì đã có và anh sẽ giữ lại cổ phiếu GameStop. Một tuần sau phiên điều trần cổ phiếu của GameStop đã tăng lên gấp 3, sau đó CEO của Citadel đã khai ra sự thật và cuộc nói chuyện của họ với Robin Hood được công bố làm vở kịch bị lật tẩy. Melvin Capital bị đóng cửa do tổn thất nặng nề trong khi Robinhood hoạt động không mấy ngon nghề cô sinh viên tóc nâu đã có thể sử dụng số tiền có được để trả nợ cho gia đình và tiếp tục mối tình với cô bạn tóc xoăn kia, còn cậu nhân viên GameStop stop bán một nửa số cổ phiếu của mình xong nghỉ việc tại cửa hàng, cô y tá vẫn giữ cổ phiếu dù đang mắc nợ ngập đầu. một tháng sau khi đăng bài cuối cùng và bán một phần cổ phiếu bản thân để mua cho em trai một chiếc ô tô đắt tiền xong từ đó anh rút lui khỏi mạng xã hội để tránh sự chú ý, nhưng phong trào mà anh ấy khởi xướng chỉ mới bắt đầu lo sợ sẽ có một vụ bán non khác khiến các quỹ đã cắt giảm đáng kể vị thế bán khống và phố gua đã không thể phớt lờ đam man đi được nữa. Đây chính là màn phản đam cực cắt của những kẻ bị gọi là đam man đi dành cho những gã khổng lồ trong giới tài chính. Những kẻ bị chế giễu là nghiệp dư không có nhiều tiền và quyền lực nhưng khi hợp sức lại có thể đánh bại cả khối nhà tài phiệt gây rúng động toàn thị trường. Luật chơi đã không còn nằm trong tay kẻ mạnh nữa và hãy cùng đam money thay đổi cuộc chơi.